Hello, chào mừng mấy bạn quay lại với kênh YouTube của Mr. Lịch Bạch nha. Hôm nay Mr. Lịch Bạch sẽ dẫn mấy bạn đi đi hội thi chim chào màu ở câu lạc bộ sang chim. Sau nhiều dòng sao loại thì sàng lọc từ trong 66 chú chim. Thì bây giờ còn lại 10 chú chim sẽ tham gia thi đấu để tiến tới vòng chung kết. Mời mấy anh chị em mình theo dõi trận đấu. Còn lại tấp mơ tấp bốn lượt đấu đầu tiên hết giờ, xin mời chú lượt. Ở tấp 10 này, hai chú chim có thể nói về thái độ thi đấu yếu hơn so với những chú chim bên cạnh. Chú chim đầu tiên là chú chim 0, 2, 3. Chú chim này thái độ thi đấu yếu hơn so với những chú chim bên cạnh và có lỗi sâu. Và chú chim thứ hai là chú chim 0, 6, 1. Chú chim này bỏ mặt nhiều, kèm với có lỗi sâu, thái độ thi đấu yếu. Đang được. Xin mời ba tổ không đội. Vòng loại top 4 lượt đấu thứ hai bắt đầu. Vòng loại top 4 lượt đấu tới ai hết chưa? Xin chúc mừng hai chú chim đoạt giải top 4 và ở 10 con. Chú chim đầu tiên rất tiếc rằng chú chim này còn thái độ thi đấu rất tốt nhưng lỗi nước hai lần, gọi quá nặng, loại 009. Và chú chim tiếp theo là chú chim 033. Chú chim này bỏ mặt quá lâu và thái độ thi đấu yếu hơn so với những chú chim. Sau đây ta sẽ di dời đầu ở bên ngoài. Đúng rồi. Sau đây xin mời ba tổ. Vòng loại top 2 bắt đầu. Đây là top 2 ở giải chung kết 2 chiếc TV 47. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không thấy là quay 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 phim không ở phim vậy chứ quay một loại tốt của hai hết chưa mời ba tổ là gì hả có thể nói rằng sáu chú chim khá hay, nhưng chú chim yếu nhất trong sáu chú chim về thái độ thi đấu chậm là chú chim 0-3-0. Xin chúc mừng chú chim đầu tiên. Năm chú chim này thái độ thi đấu rất đều nhau, nhưng riêng chú chim 024 là chú chim lại lơi nhịp ra ngoài 3 lần. Xin chúc mừng 024 đoạt giải top 2 và xin chúc mừng 4 chú chim còn lại lọt vào chung kết lên cùng áo. Vì năm chú chim này chơi rất đều nhau nên 24 chỉ cần lơi nhịp ra 3 lần là bị loại.